tên là Kỳ Nam. Kỳ Nam. Kỳ là tên là người Nam. Thật ra thì cái tên Kỳ Nam là một cái tên rất là đẹp. Đúng rồi. Chứ còn mà đúng nghĩa của cái tên đó thì lúc đầu tôi tính lấy là bằng mặt không bằng lòng. Đâm sau lưng được các kiểu vậy đó. Không có thể đâm sau lưng nhưng mà trước mặt bao nhiêu người làm sao mà nói được. Đúng. Mấy người mà không bao giờ nói, không bao giờ nói là này quá tải. Không quen, không quen nói vậy. Tự nhiên bị nhột luôn á. Bị nhột cái bạn Hán. Chứ bị dọc lưng quá không? Máu nè. Đây anh giải cho. Và đây là chương trình Hai Ngày Một Đêm. Giờ này với một cái lượng pin gần cạn kiệt. Đúng. À, chúng tôi là một cái nhóm boy band rất là quyến rũ tên là Kỳ Nam. Kỳ Nam. Kỳ là sẽ là người Nam. Ủa vậy không kỳ, không kỳ là không là Nam à? Em sẽ đặt ra một số câu hỏi, thì sau khi nghe câu hỏi xong mình hãy chỉ tay vào thành viên mình cảm thấy là phù hợp nhất với câu trả lời. Ok. Okay. Quá hay, thích cái đó đó. Mình hãy chỉ tay vào người mà bạn cho là đẹp trai nhất. 3, 2, 1. Ủa? Ủa? Ủa vô tình, trời ơi. Ê, phải bám mình đẹp đều luôn. Đúng rồi. Nhưng mà đẹp đều. Đúng rồi là khó phân biệt được quá em ơi. Ba nhan sắc. Tụi tôi tự luyến. Đúng rồi, tức là tụi tôi là hợp với tất cả mọi lứa tuổi luôn. Di, trung, lão có hết. Tôi là lão là hả? Ý là tôi lão. Trung. Lão đây. Trung, còn anh cỡ 50 quá. Hỏi gì vậy, dặn thêm vậy? Hỏi chung chung quá. Chị à, mời biểu tượng đẹp trai cho mình lớp Nhi hãy một chút nét vô đẹp trai. Em ơi, tụi anh đi bán cái gì hay sao mà thôi nào mà cứ kêu là thể hiện nét. Bán tụi anh à? Ừ, bán anh đâu vậy? Sống bên kia nãy giờ thì chuyện tình lắm chứ. Rồi vậy thôi thì cho nó đỏ đi. Đúng rồi. Đây không cần đỏ, tính sống đi. Chúng tôi là nét đẹp nội tâm. Đúng. Đẹp tâm hồn. Nét đẹp tâm hồn. Nét đẹp chỉ có siêu âm hoặc là chụp MRI mới thấy thôi. Đúng rồi. Ra chỉ cần nhìn thật kỹ. Đừng rời mắt khỏi màn hình thì sẽ thấy được nét đẹp của tụi tôi. Đúng. Không làm gì hết. Không. Không làm gì hết, tại ai cũng làm. Tôi làm. Đúng rồi. Bây thì giờ cũng làm không lại. Đúng rồi. Bây giờ chúng tôi chỉ cần đứng im vậy thôi, vuốt tóc nhẹ cái thôi. Tôi không có tóc để vuốt là tôi vuốt như ngày đó mọi người thấy không? Tôi vuốt tóc là tôi đứng tóc. Râu, râu, râu. Vuốt râu đây. Đó, tóc, lông mày râu đầy đủ. Em đừng có giải danh nữa. Tôi giàu tình giàu nghĩa. Chứ mà tài sản không có nhiều. Không, tôi chỉ vì giàu tài sản. Giàu tài sản, chứ tình nghĩa gì ở đây? Tình nghĩa không phun nước miếng vô mặt mình rồi. Ai cũng biết, khán giả cũng biết hết. Ai cũng biết. Bác chào quán xá. Tôi là làm kinh doanh vì đam mê. Chứ mà không lời lỗi kinh doanh gì đam mê không lời lỗi nghĩa là mình phải có điều kiện dữ lắm mình mới làm. Không có, mẹ điên thôi. Không màng tới. Người ta gọi là không màng tới. Anh Luật là... Tại vì mập thôi, tưởng đâu là cái đẹp giàu thôi. Chứ thực sự là mập là tại vì ăn nhiều thôi chứ không có phải là gì hết. Trong ba thành viên team mình, ai là người tỏ khổ nhất ạ? 3, 2, 1. Đừng có nể anh nữa. Không, tôi thấy nó đâu có ổn đâu. Không, là trong ba anh em thôi. Trong ba đứa tụi tôi thật ra là không có phải là mỏ hổ mà tụi tôi là kiểu hiểu đời hiểu chuyện á, cho nên là tụi tôi cam chịu. Vậy tại vì tôi thấy cái chướng tay ngay mắt mấy đội kia, chướng tay ngay mắt đội chữ à. Còn tôi gầm ngầm tôi ghim sau lưng tôi đâm. Tôi lập bàn tôi yếm hả? Trong ba hình viên sáng giờ, ai đang là người gánh tim? 3, 2, 1. Không có ai hết á. Định sao vậy? Mọi người ngứa. Định sao vậy? Anh ngứa gãi thôi chứ anh gánh gì nổi mấy đứa. Thật ra tụi tôi không có gánh tim. Tụi tôi không có phân công cho cái việc là một người đó nào đó sẽ gánh tim. Thứ nhất tôi có kinh nghiệm, tôi là người mới. Hai bạn là có kinh nghiệm. Nhưng mà... Kiểu là thời thế thôi. Nếu không có ai đang là người gánh tim, vậy thì có ai đang là quả
không có luôn. Em tính chị ai? Không, em chị ai? Anh diễn lại đi, em cũng là anh nói đi, cũng không có thì em cũng không có luôn. Không có ai hết. Không ai hết. Thật ra thì cái tên chị Nam là một cái tên rất là đẹp. Đúng rồi. Chứ còn mà đúng nghĩa của cái tên đó thì lúc đầu tôi tính lấy là bằng mặt không bằng lòng. Đâm sau lưng được các kiểu vậy đó. Không có thể đâm sau lưng nhưng mà trước mặt bao nhiêu người làm sao mà nói được. Đúng, đúng rồi. Mấy người mà không bao giờ nói, không bao giờ nói là này quá tải. Không quen, nhột. Không quen nói vậy. Tự nhiên bị nhột luôn á. Bị nhột cái bạn Hán. Tự nhiên bị nhột lưng quá. Máu nè. Đây anh giải cho. Thật ra chúng tôi đó là không thấy đội nào mạnh đâu. Tự nhiên mình thấy đội mình mạnh thôi à. Mà đội mình là do bị chơi hội đồng. Đúng rồi. Chứ nếu mà khán giả thấy là tụi mình toàn là nhất nhì không à. Đúng rồi, nhất nhì không. Nhất nhì không mà. Nếu mà không biết team nào mạnh hết thì mình nên khinh đối thủ nào nhất rồi. Tôi khinh đều hết. Tại vì chơi không có giỏi bằng tôi. Hợp lý. Đúng không? Chạy cũng không bằng mình nè. Cân bằng trên nước cũng không bằng mình luôn. Cân bằng trên nước không bằng luôn. Nói chung là cái đội mình có sức khỏe nhưng không có mưu mô. Còn mấy đội kia là không có gì hết, chỉ có mưu mô thôi. Mình không có hại người. Lúc đầu cái trò đầu tiên mà mình thắng là mình đã bị chơi hội đồng. Đúng là rồi, rồi. Là mình bị rớt đài luôn rồi. Nhưng mình có nghĩ tại sao mình tin mình lại bị chơi hội đồng không? Giỏi. Khi một người nào đó giỏi quá thì sẽ bị ganh ghét. Trời ơi, gì mà ác vậy vậy? Hôm nay em ác lắm. Nghĩa hả? Anh ấm ức. Nói đồng ngay thì ra rồi. Nói đồng ngay. Đây là một trong những người ganh ghét của anh. Rồi. Giỏi là vậy rồi. Giỏi là không bạn chơi chung nhiều. Đúng rồi. Họ vậy. Mà cũng không muốn chơi chung dài hết á. Để coi mình có connect với nhau hay không đó. À, có cái chemistry đúng không? Chúng tôi không cần phải tập trước luôn, làm liền rồi. Từ đầu tiên là ngủ. 3, 2, 1. Ngủ. Hít. Vô luôn. Tại vì tụi mình là những đứa thiếu ngủ. Đó. Mà tới đây mình ra đường ngủ nữa. Hay quá. Đủ rồi, thêm nữa là chết á. Thêm nữa là dở em. Đúng rồi. Ngon vậy đây thôi nè. Em mới thấy là tại sao chúng tôi nhất gì không? Đúng. Mà có bị hại. Ok, mời em. Lần tiếp theo. 2, 3, 2, 1. Hướng. 3, 2, 1. Ly. Ly. Ly, biết đã đi với em đi. Biết là biết, cơ lô tôi biết. 8, 3, 2, 1. Ghê. Sao không nói? Chưa đâu nghĩ kìa. Quán tâm kịp chữ ta. Trời ơi. Sợ chưa? Chỉ lẽ hài lắm. Hài quá ha. Thứ ba nha hả? Rối. 3, 2, 1. Ren. Rối rắm. Nhưng mà hai đứa ren có thể lo được cho đứa lắm. Rối ren lắm. Rắm. Ok. Thấm hả? Dạ. 3, 2, 1. Được. Anh ơi, anh chịu gì lắm. Mờ nó bị phả đó. Cậu thấy mệt mỏi lắm hả? Chắc là cậu mệt lắm rồi. Thật ra thì trong khi một ngày tôi tham gia vào cuộc thi là bé ngoan bị gần sai concept rồi. Bởi sao? Bởi vì đi để nói là hôm nay chúng ta làm bé ngoan mà chúng ta lấy điểm của bạn. Chúng ta bị bạo lực đường, quả báo. Rồi, nếu ra vậy thì mình đâu cần ngoan nữa. Có lẽ chúng tôi ba đang chúng tôi là bé hư. Bé hư. Chúng tôi đi ngủ lan. Mỗi đứa sẽ lan một phòng. Đó chứ thôi. Thì giờ đây chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để những trò chơi sau chúng ta thấy được cái trình độ cũng như cái kiến thức và cái trải nghiệm kinh nghiệm của tôi. Cho nên là mọi người hỏi chúng tôi nữa, đừng bắt chúng tôi nhận dụng trí não. Hãy để trí não chúng tôi đi thách đấu ngoài kia. Đúng. Và bây giờ đây là chương trình 2 ngày 1 đêm tự do tự lo. Để chúng tôi tự lo đi, đừng hỏi gì nữa. Nếu mà không biết team nào mạnh hết thì mình nên khinh đối thủ nào nhất rồi. Đối thủ nào không xứng tầm nhất. Tôi khinh đều hết. Tại vì chơi không có giỏi bằng tôi. Hợp lý. Đúng không? Hợp lý. Chạy cũng không bằng mình nè. Đúng rồi.
cân bằng trên nước không bằng mình luôn. Cân bằng trên nước không bằng luôn. Nói chung á là cái đội mình có sức khỏe nhưng không có mưu mô. Còn mấy đội kia là không có gì hết, chỉ có mưu mô thôi. Mình không có hại người. Lúc đầu cái trò đầu tiên mà mình thắng á là mình đã bị chơi hội đồng rồi. Đúng rồi, là mình bị rớt đài luôn rồi. Nhưng mình có nghĩ tại sao mình tin mình lại bị chơi hội đồng? Tại vì giỏi. Khi một người nào đó giỏi quá thì sẽ bị ganh ghét. Trời ơi, gì mà ác như vậy? Hôm nay em ác lắm. Vậy hả? Anh ấm ức. Nói nào ngay chưa, chưa, rồi. Chưa. Nói nào ngay. Đây là một trong những người ganh ghét rồi á. Giỏi là vậy rồi, giỏi là không bạn chơi chung nhiều. Đúng rồi. Họ vậy.